Bye bye. See you. Anh ơi, mẹ với ba đi về nhá. Mẹ gọi là hai đần hay là hưng nha. Mẹ gọi là hai đần hay là hưng. Lại còn bye bye trước mặt nó nữa. Con muốn ở đây hay con đi về? Hả? Ở đây á? Ô, no, cái này của bạn con. Cái này của bạn con. Mình đi về không? Ủa? Đi thăm bạn hả con? Sao con? Nhà Hưng đâu? Dây. Lầu mấy? Máy. Lầu đâu? 4. Đúng rồi. 4. Ủa, bữa nay làm đúng rồi kìa. 4. Rồi rồi nữa. Sấu ơi, con có lấy cái gì về không nhỉ? Không biết. Không biết à, thế bỏ ra mẹ xem nào, xem con có cầm cái gì ở lớp về không? Con tính đem đồ ở trường về hả con? Dạ không. Dạ phải đúng không? Ơi con. Đúng, xuống dưới. Đi đi đi. Thầy nó mài không có bao đâu.
Ok, see you. Rồi con vào đi. Giày dép cặp sát ra nè. Hello. Cởi giày ra kìa. Tao biết cởi cái bộ. Hello. Bỏ giày lên, bỏ giày lên. Giờ để túi vào đấy. Trời ơi, mới ngày thứ hai ghê chưa. Lấy chai nước ra chưa? Giày ở đâu? Trời ơi. Để ấy ơi. Lấy chai nước ra chưa? Ủa chai mà giấc mơ trời ơi. Teo teo lên. Chai nước bỏ đâu? Chai nước bỏ đâu? Bỏ vô lỗ, bỏ vô lỗ. Chai nước mới giống với bạn. Yes. Ủa lỗ. Thank you.